Quý anh chị tuổi Ất Mão kính mến, mình được Tố Vi hoan hỷ chào đón quý anh chị đã quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp. Kính chúc quý anh chị luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang tháng 5 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý anh chị may mắn, giàu có hay là biến động ra sao? Và tuổi Ất Mão sinh năm 1975, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người đã chỉ rõ bước sang tháng 5 âm lịch năm Quý Mão 2023, vận trình của quý anh chị sẽ trải qua một tháng hung cát ẩn tàng có nhiều biến đổi, nhưng nếu như bản mệnh cứ nghiêm túc cố gắng thì sẽ tự tay cải biến được số mệnh của mình. Những người hữu duyên xem được video này nên biết tận dụng để cải biến thời cơ, để giải hung hóa cát mà chuyển thời đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nắm bắt được vận may đến với mình? Thì ngay sau đây, xin mời quý anh chị tuổi Ất Mão cùng theo dõi nội dung chi tiết nhé. Trời thương Phật độ, tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, tháng 5 âm lịch, vận khí lên hương, may mắn đủ đường, tiền bạc phủ phê, giàu sang hết phần thiên hạ. Quý vị thân mến, khó khăn, thất bại, thậm chí là phá sản, nợ nần là điều mà ai trong chúng ta cũng đều trải qua ít nhất một lần trong đời có đúng không ạ? Chẳng có ai sống mà được thập toàn thập mỹ cả, hạnh phúc luôn song hành và mất mát với khổ đau, thành công luôn phải trả giá bằng nỗi tủi nhục, đắng cay, chẳng biết chia sẻ cho ai. Thế nhưng, đi quá nửa chặng đường đời rồi nhìn lại, ta lại thầm cảm ơn. Những biến cố ấy đã giúp ta trở nên mạnh mẽ, kiên cường hơn gấp bội, giúp ta trở mình và có được như ngày hôm nay, giúp ta chẳng còn sợ hãi trước những giông bão của cuộc đời, hiên ngang vượt qua để nhận lấy những thành quả cho riêng mình. Trong lá số tử vi mới nhất của 12 con giáp, các thầy tử vi đã tiết lộ rằng, trong tháng 5 âm lịch sắp tới, người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nhờ được song lộc phúc tinh cao chiếu, mang tới vận khí may mắn ngút trời, làm gì cũng mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, công việc thuận lợi không ngờ, tiền bạc cõng nhau chạy thẳng vào két sắt, vận khí lên hương, cuộc đời sang trang mới. Vậy chi tiết ra sao? Xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu trong video ngay sau đây nhé. Trước hết, xin mời quý vị hãy cùng điểm qua đôi nét tổng quan về vận trình tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, cùng với đó là những nét tính cách độc đáo, khác biệt, giúp phân biệt tuổi Ất Mão với những con giáp khác. Theo tử vi tháng 5 âm lịch là tháng Mậu Ngọ hay tháng Lựu Nguyệt, được tượng trưng bởi loài hoa lựu và hoa lan chuông. Loài hoa biểu trưng cho sự cao quý, hoa lan chuông thể hiện rằng bạn rất ngọt ngào và khá cầu toàn, tỉ mỉ. Tháng Mậu Ngọ năm Quý Mão có thiên can là Mậu, địa chi là Ngọ, cầm tinh con ngựa, ý nghĩa tháng này là cầu nối bước sang mùa hè, khi đất trời đã bắt đầu ngập tràn những ngày nắng. Tử vi tháng 5 năm 2023 tuổi Ất Mão âm lịch khá suôn sẻ, khi mà bạn luôn giữ chữ tín, lúc này lại có điều kiện tốt để thể hiện lợi thế của mình trong công việc, nên sự nghiệp dễ tăng tiến. Đế vượng là sao tốt mang tới nguồn năng lượng dồi dào để những con giáp tuổi Ất Mão có thể cho thấy sức ảnh hưởng và tài lãnh đạo của mình. Tháng này, nhiều người may mắn được nâng lương, thăng chức nhờ công sức của bạn được lãnh đạo ghi nhận. Cuộc sống của bản mệnh lúc này cũng rất năng động, vui vẻ, công việc của bạn cũng nhận được nhiều sự chú ý từ những người xung quanh. Do đó, đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn thuyết phục đối tác hoặc cấp trên về những ý tưởng của mình. Kiếp tài xuất hiện, dễ có họa thị phi của những kẻ ghen ăn tức ở với hạnh phúc và thành công của bạn. Do đó, tháng này bản mệnh nên giữ mồm giữ miệng, đừng khoe quá nhiều về cuộc sống của mình, nhất định phải giữ kín thu nhập mà bạn có nữa nhé. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho vận trình tình cảm của bản mệnh hanh thông, tốt lành, để mọi sự thuận lợi. Bạn cần buông bỏ bớt sự kiểm soát với đối phương và để mối quan hệ được tiến triển một cách tự nhiên. Bên cạnh đó có tương phá, tức là có điểm phá tài, khuyên bản mệnh không nên chủ quan tới các giao dịch liên quan tới tiền nong, nhất định phải quản lý tiền bạc chặt chẽ, không nên xem thường những khoản chi nhỏ. Người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, mang mệnh đại khê thủy, nước khe lớn, khác với sự trầm lắng thích tư duy thường thấy của mệnh thủy khác. Những người đại khê thủy ưa cuộc sống biến động, thích sôi nổi, hay bàn luận, trao đổi với bạn bè, chia sẻ, bộc bạch với người thân. Những người này yêu cuộc sống tự do, không thích bị câu nệ,
ước thúc hay tuân theo một khuôn khổ, hình mẫu, họ ghét sự ràng buộc, bí bách. Chính vì lẽ đó, dù làm việc ở đâu, họ cũng vẫn dành nhiều thời gian làm những việc tùy thích. Những người thuộc đại khê thủy thường phù hợp với các công việc đòi hỏi sự giao tiếp và trí tuệ nhiều như tư vấn, giáo dục, ngoại giao, đặc biệt là kinh doanh, vân vân. Ngoài ra, nếu bạn thuộc mệnh thủy, kết hợp các can và chi trên thì có thể thành công ở các mặt như quản lý tài chính, làm nông nghiệp, văn phòng, sản xuất, vân vân. Tuy nhiên, những người thuộc tuổi Ất Mão cần lưu ý, bạn rất dễ bị hao tốn tiền nong bởi cách sống lãng phí của mình, hãy kiểm tính và xây dựng kế hoạch chi tiêu cho đúng đắn. Những người đại khê thủy, đa tài nhưng cũng thường có tật, dễ lụy đào hoa, ảnh hưởng tới công việc và sức khỏe. Đại khê thủy mang bản chất của dòng suối lớn, có lúc chảy xiết, có lúc bình lặng, tình cảm thường sóng gió nhiều, có những lúc mãnh liệt, trào dâng, có khi mâu thuẫn ghen tuông vô cớ. Khi làm bạn với họ, bạn sẽ cảm thấy sự sâu lắng bề ngoài, sôi nổi trong nội tâm, luôn biết quan tâm người khác. Đại khê thủy cũng là những người không dứt khoát trong tình cảm, yêu đương tìm hiểu lâu rồi mới tiến tới hôn nhân. Nhờ phúc đức và có tài bởi thiên thời, địa lợi và nạp âm của can chi, nên cuộc sống của họ đầy đủ và hạnh phúc. Và sau đây sẽ là tử vi chi tiết từng phương diện trong tháng 5 âm lịch cho tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, vận hạn, may mắn và cách hóa giải, giúp bản mệnh đón lành, tránh dữ, gặp hung hóa cát. Về mặt sự nghiệp, xem tử vi năm 2023, sang tháng mới, sự nghiệp của con giáp tuổi Ất Mão lúc này rất đáng để mong đợi. Khi mà nhiều người tận dụng được cơ hội tốt để thể hiện năng lực của mình, có được vị trí quan trọng ở nơi làm việc. Nguyệt lệnh lâm đế vượng mang lại sự uy nghi, đường bệ cho bản mệnh. Nhờ đó mà bạn dù đang giữ chức vụ gì cũng không quan trọng, vì ai ai cũng tin tưởng và ngưỡng mộ bạn. Có thể nói, tính tình quảng đại, lại có tài lãnh đạo, nên nhiều người có cơ hội tăng tiến công danh, quyền thế và cả tiền bạc. Bản mệnh hãy tự tin đón nhận những tin vui đang tới. Dù ai đó có ghen tị thì đừng quá để tâm, vì họ sẽ chẳng làm hại được bạn đâu, vì năng lực của bạn đã được khẳng định trong một thời gian dài rồi. Tháng này, một số người cũng có thể nhận được một cơ hội việc làm mới để bạn có cơ hội phát huy năng lực của mình hoặc lời đề nghị thăng chức. Ban đầu bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp trước nhiều thay đổi trước mắt, nhưng dần dần bạn có thể hệ thống được mọi việc một cách suôn sẻ. Về mặt tài lộc, tử vi tháng 5 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch nhận thấy tháng này tình hình tài chính của con giáp tuổi Ất Mão khá rực rỡ. Dường như nguồn thu này đang bù đắp cho khoảng thời gian thiếu thốn trước đây của bạn. Thậm chí có nhiều người có được của ăn của để, tiết kiệm được một khoản kha khá, đảm bảo cho bạn có tương lai tốt hơn nhiều. Người tuổi này nhờ kiên nhẫn gom góp tiền bạc trong nhiều năm qua, nên lúc này có thêm hậu thuẫn của người thân mà mua được nhà cửa, tậu được xe mới. Tuy nhiên, đừng vì thế mà phóng tay thiếu kiểm soát, dù mua món đồ gì, ít hay nhiều tiền, đều phải so sánh ưu và nhược điểm trước khi đưa ra lựa chọn phù hợp nhé. Lục bạch bay về phương Bắc cho thấy những ai phát huy được trí thông minh và sự nhanh nhẹn trong việc nắm bắt cơ hội sẽ có thể phát tài nhỏ. Nếu bản mệnh là người chuyên đầu tư hay kinh doanh thì lúc này có lợi thế rõ rệt, hãy chấp lấy thời cơ của mình. Về mặt tình cảm, gia đạo, xem tử vi tháng cho thấy vận trình tình cảm của người tuổi Ất Mão trong tháng này có nhiều thay đổi tích cực, vì bạn rất biết cách ứng xử phù hợp với bạn đời cũng như người thân của người ấy, thậm chí bạn còn là người hòa giải cho những căng thẳng của gia đình đối phương. Người độc thân hứa hẹn sẽ có những cuộc hẹn hò lãng mạn, như ý, để bạn có thể chọn lọc và nhận ra ai là một nửa đích thực của mình. Bản mệnh phải chấp nhận một thực tế rằng bạn không thể tìm ngay được người vừa ý, do đó phải loại bỏ rất nhiều đối tượng tiềm năng. Nhất là những ai có thái độ thô lỗ, thiếu tôn trọng, thì hãy loại họ sớm bằng thái độ vừa từ tốn, vừa dứt khoát, để đừng làm lãng phí thời gian của hai người thêm nữa. Nhiều cặp đôi có thể đón nhận nhiều tin vui trong chuyện tình cảm, những cuộc trò chuyện khiến hai bạn lại gần nhau hơn, thậm chí có thể đi đến các quyết định quan trọng của mối quan hệ. Về mặt sức khỏe, tử vi tháng 5 năm 2023, tuổi Ất Mão âm lịch, tình hình sức khỏe của những con giáp tuổi Ất Mão, không có gì đáng lo ngại, bạn chỉ cần tập trung vào việc ăn uống, đa dạng thức ăn để gia tăng sức đề kháng là được. Ảnh hưởng của yếu tố thời tiết không tốt do các vấn đề liên quan tới dạ dày của bạn, biểu hiện ho nhẹ, táo bón, đầy bụng, rêu lưỡi đỏ, miệng khô. Mỗi khi mệt mỏi, bạn nên giảm bớt lượng công việc đang làm để có thêm thời gian nghỉ ngơi. Thời gian này không phù hợp cho những việc quá sức, tham gia các buổi tiệc thì cũng không nên uống quá nhiều rượu, bia, con giáp tuổi Ất Mão nhé.
Vậy trong từng giai đoạn của tháng 5 âm lịch, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Ất Mão, sinh năm 1975? 1. Tử vi 10 ngày đầu tháng 5 âm lịch. Theo dõi tử vi đầu tháng của 12 con giáp, trong tuần này, người tuổi Ất Mão sẽ có nhiều cơ hội phát tài lắm đó. Tuy nhiên, bạn đừng quá nóng vội nhé, không có là sôi hỏng bỏng không đấy. Thời điểm đầu tháng, hãy cứ tập trung làm việc cho tốt đi, rồi sau đó tài lộc sẽ từ từ tới, có những thứ bạn có muốn thúc ép cũng không được đâu. Từ giữa vận trình trở đi, bạn sẽ thấy mình là một trong những con giáp phát tài nhất tuần này, may mắn không ngừng ùa đến, không những thu nhập của bạn gia tăng, mà các nguồn thu cũng đa dạng hơn hẳn, cả thiên tài và chính tài đều xuất hiện, cho thấy con giáp này đang đi đúng đường, đúng hướng rồi. Tới cuối tuần, tài lộc vượng nhất, bạn sẽ cần đến nhiều sự trợ giúp hơn trong việc kinh doanh, buôn bán của mình. Nhớ là trong chuyện tiền bạc thì cần phải rành mạch, đừng có tin người thái quá, mà cuối cùng bao nhiêu công sức của mình lại bị nẫng tay trên. Càng về gần giữa tháng thì cơ may kiếm tiền lại càng nhiều, thế nên bạn cần phải chuẩn bị sức khỏe thật tốt thì mới có thể chiến đấu đến cùng được. Cơ hội đến nhanh mà đi cũng nhanh, nếu không nhanh nhạy nắm bắt thì sau đó có khóc lóc cũng không tìm lại được. Đường tình duyên của bản mệnh cũng khởi sắc, bạn có thời gian để chăm sóc cho bản thân nhiều hơn, nhất là nữ mệnh, ngày càng trẻ trung hơn. Bên cạnh đó, khi đi ra ngoài, tuổi này rất vượng duyên, dễ quen được nhiều người tốt bụng. Quý nhân, Ngọ, Mùi. Tiểu nhân, Tị, Hợi. Màu sắc may mắn, đen, tím. Con số may mắn, 82, 33, 15. 2. Tử vi 10 ngày giữa tháng 5 âm lịch. Người tuổi Ất Mão trong thời gian giữa tháng 5 âm lịch, vận trình hung cắt đan xen, có chuyện vui, chuyện buồn lẫn lộn. Con giáp này dễ chịu ảnh hưởng nhiều bởi cảm xúc, song bạn lại thiếu quyết đoán, nên chưa thể có được cho mình hạnh phúc trọn vẹn. Trái lại thì đường công danh, sự nghiệp lại có nhiều bước tiến vượt bậc, nhất là khi mà Thái Dương cát tinh nhập mệnh, con giáp này tìm được hướng đi đúng đắn, phù hợp với năng lực của bản thân mình. Thiên ấn cho thấy, nếu bạn phát huy được tính sáng tạo, chủ động của mình, thì sẽ còn tiến nhanh, tiến xa hơn nữa. Cần cố gắng nắm bắt thời cơ trong khoảng thời gian này, đặc biệt là thời điểm giữa tháng, đừng để mình lỡ mất cơ hội. Đường sự nghiệp của bản mệnh Ất Mão có chính ấn, nên dễ có tin vui bất ngờ liên quan đến chế độ, chức quyền, quyết định từ cấp trên. Những thành quả bước đầu mà bạn mang về cho tập thể được đánh giá cao, nhưng đừng vì thế mà kiêu ngạo, nên khiêm tốn hơn nữa. Còn về chuyện tiền bạc thì tuổi Ất Mão thực sự chẳng mấy may mắn đâu, hết lần này tới lần khác. Bạn bị tiểu nhân lừa gạt, kiếp tài làm cho thua lỗ, làm ăn kinh doanh lãi lời chẳng thấy, mà còn thua lỗ nữa. Tử vi khuyên những người cầm tinh con mèo nên chủ động hơn trong việc tìm kiếm công việc tay trái, tăng thu nhập. Không nên trông cậy vào bất cứ ai, bây giờ ở xung quanh bạn người tốt thì ít mà người muốn bạn đi lùi thì đầy rẫy. Việc ăn uống, nghỉ ngơi không điều độ cũng là tác nhân gây bệnh. Nhiều người bị đau dạ dày cũng là vì căng thẳng quá. Thay vì uống thuốc thì nên dành thời gian cho bản thân được rời xa công việc và các vướng bận khác trong cuộc sống. Quý nhân, Mùi, Dậu. Tiểu nhân, Ngọ, Thìn. Màu sắc may mắn, trắng, tám. Con số may mắn, 63, 29, 98. 3. Tử vi 10 ngày cuối tháng 5 âm lịch. Theo dõi tử vi cuối tháng 5 âm lịch, người tuổi Ất Mão cứ chuẩn bị may túi ba gang mà đựng tiền đi nhé. Đúng là con giáp này sẽ có nhiều cơ may tài lộc hơn so với những con giáp khác. Nhưng được lọt vào danh sách con giáp phát tài chính là vì bạn không gặp phải tai họa mất tiền gì quá lớn trong khoảng thời gian này. Xem tử vi khoa học, phải chờ tới cuối tháng thì tài khí mới thực sự vượng phát. Hơn thế nữa, những thành quả mà bản mệnh thu được còn phải trải qua những trận tranh đấu giành giật với kẻ tiểu nhân nữa, chứ chẳng hề dễ dàng. Nhất là khi cuối tháng, người ta nghỉ ngơi, thì con giáp này lại phải tất bật ngược xuôi vì đồng tiền, thế mới thấy kiếm được tiền chẳng dễ dàng chút nào. Thế nhưng, khi cầm được thành quả của mình trong tay, thì bạn quên hết mọi mệt mỏi và thấy rằng những cố gắng của mình là hoàn toàn xứng đáng. Người tuổi Ất Mão hãy kiên trì với con đường mình đã lựa chọn, sẽ có nhiều chông gai phía trước, nhưng nếu bạn vững lòng, bền chí, thì khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua được thôi, tới khi tiền bạc đầy trong kho, thì lúc đó nghỉ ngơi cũng chưa muộn. Bản mệnh cũng nên chú ý vấn đề sức khỏe, nếu không bạn có thể gặp rắc rối, đây là thời gian nên nghỉ ngơi, nạp năng lượng bằng cách đi bộ, tập yoga, vân vân. Ngoài ra, thực thần mang lại may mắn cho con giáp tuổi Ất Mão, giúp bạn có cơ hội tận hưởng những phút vui vẻ và hạnh phúc. Bạn có thể loại bỏ những tranh chấp, mâu thuẫn để tìm thấy những phút thoải mái, thư giãn hơn. Quý nhân,
Thìn, Mão. Tiểu nhân, Ngọ, Hợi. Màu sắc may mắn, nâu, hồng. Con số may mắn, 10, 46, 73. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, tháng 5 âm lịch 2023. Quý vị thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ, thuận lợi, chắc chắn chúng ta cần tìm được những người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài, vượng lộc, thu hút may mắn. Vậy người tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may tài lộc cũng như sự nghiệp? 1. Tuổi Ất Mão với tuổi Tý. Chuột và mèo là một cặp khá ăn ý, mèo ít nói, nhẹ nhàng và duyên dáng, sẽ nép mình bên chuột hướng ngoại, năng động và thông minh. Khi là bạn, họ cũng sẽ là những người bạn thực sự, chuột trung thành, mèo cũng trung thành, hai tuổi này coi nhau như những người ruột thịt. Tý và Mão, nếu là bạn sẽ còn bền vững hơn khi họ là hai người yêu nhau. Nếu là đối tác kinh doanh, chuột và mèo sẽ kết hợp rất hiệu quả với nhau. Nếu có tranh cãi, thì luôn luôn bắt đầu từ chuột rồi mọi chuyện lại ổn thỏa vì mèo rất nhã nhặn và nhường nhịn. Tuy nhiên, không phải vậy mà chuột tỏ ra không biết điều, chuột hiểu được vai trò quan trọng của mèo trong các mối quan hệ làm ăn. Tóm lại, ở trong bất kỳ mối quan hệ nào, mèo cũng chịu ảnh hưởng tích cực từ tinh thần lạc quan, sự nhanh trí của chuột vì đôi khi tuổi Ất Mão hơi bi quan một chút. Chỉ cần tuổi Tý coi tuổi Ất Mão là mối quan hệ thân thiết, tuổi Tý sẽ sẵn lòng tìm mọi cách để tuổi Ất Mão hài lòng và bảo vệ tuổi Ất Mão đến cùng. 2. Tuổi Ất Mão và tuổi Sửu. Tuổi Sửu và tuổi Ất Mão đều nhút nhát và khó diễn đạt cảm xúc nên họ dễ tìm được sự đồng cảm ở nhau. Có thể nói, hai tuổi, trâu và mèo sống nội tâm nhất trong 12 con giáp, họ rất khó biểu đạt tình cảm thành lời. Nhưng trong lòng họ luôn đầy áp sự yêu thương và nhường nhịn, cả hai đều thân thiện, cẩn trọng và chú ý chăm sóc người khác. Khi là đối tác làm ăn, hai nhân cách này ứng xử có hợp nhau không? Tuổi mèo thường làm việc theo sự chỉ dẫn của tuổi trâu bởi người cầm tinh con trâu rất chăm chỉ và đặc biệt, mèo rất khâm phục trâu bởi sự tốt tính và ứng xử điềm đạm. Trong khi một số tuổi khác chơi với mèo vì mèo khá bị động và dễ sai khiến, thì trâu tìm đến mèo với lý do hoàn toàn khác, đó là sự chân thành. Vì vậy, tuổi Ất Mão rất khâm phục và mến mộ tuổi Sửu. Với sự hài hòa của hai nhân cách này, sự kết hợp của họ sẽ rất hệ thống và chắc chắn. 3. Tuổi Ất Mão với tuổi Dần. Tuổi Dần và tuổi Ất Mão có nhiều điểm khác biệt, dường như rất khó để hai tuổi này có thể giữ cân bằng và hòa hợp được với nhau. Lý do là tuổi Hổ can đảm, dũng cảm, thích tự do và quyền lực, khác xa so với mèo, nhút nhát và sống nội tâm. Hổ rất hấp dẫn, có sức hút lớn nhưng đam mê tự do, ngược lại, mèo lại thích sự bình yên, nhẹ nhàng và cần những sự quan tâm nho nhỏ. Xem ra những khác biệt lấn át hẳn những tính cách có thể dung hòa được mối quan hệ giữa hai người. Nếu hai con giáp này làm ở cùng một văn phòng hay công ty, họ cần phải tổ chức công việc và phân chia không gian rất rõ ràng. Trong kinh doanh, tuổi Dần luôn là người dẫn đầu và chịu trách nhiệm chính. Tuổi Ất Mão vốn khá nhút nhát, sẽ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tuổi Dần và sẽ cố gắng cống hiến sức lực và sự khéo léo của mình để công việc chung tốt hơn. 4. Tuổi Ất Mão và tuổi Ất Mão là con giáp khá nhút nhát, nhẹ nhàng và nồng hậu. Hai tuổi Ất Mão có thể kết hợp thành một cặp trời sinh. Tuy nhiên, mối quan hệ nào cũng vậy, cần sự thông cảm, hiểu nhau và hỗ trợ lẫn nhau. Tuổi Ất Mão có cái nhìn khá chủ quan, sống tình cảm, hơi lý tưởng hóa cuộc sống. Nếu hai tuổi Ất Mão đi cùng nhau mà không động viên, an ủi cho nhau, thì cả hai rất dễ bị bi quan và lo lắng. Bởi vậy, mối quan hệ giữa hai hành tinh này dễ mất cân bằng. Khi là đối tác làm ăn, hai người tuổi Ất Mão kết hợp khá ăn ý với nhau, văn phòng nơi họ làm việc cùng nhau sẽ được trang trí mang tính nghệ thuật và giống một ngôi nhà hơn là cơ quan. Họ sẽ mang không khí nghệ thuật đến nơi làm việc hơn là sắp xếp mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là hai tuổi Ất Mão phải cùng đảm bảo được lợi ích kinh doanh, cẩn thận tính toán đến các yếu tố kinh doanh và tài chính. Nếu tự bản thân không đảm nhiệm được điều đó thì rất cần đến những người tin cậy đảm nhiệm thay mình. 5. Tuổi Ất Mão và tuổi Thìn. Mão và Thìn dường như có những tính cách đối lập nhau, nhưng thực tế hai tuổi này lại hỗ trợ đắc lực và bổ sung cho nhau. Tuổi Thìn mạnh mẽ, dũng cảm và thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Tuy nhiên, hơn bất kỳ con giáp nào, tuổi Ất Mão rất hiểu cả những điểm mạnh và điểm yếu của người tuổi Thìn. Khi là đối tác làm ăn, hai hành tinh này sẽ tạo thành một tập thể làm ăn phát đạt với điều kiện cả hai cùng chung sức chung lòng.
Tuổi Thìn sẽ đảm nhiệm các công việc liên quan đến vật chất và tài chính, còn những ý tưởng sáng tạo thì cả hai cùng góp sức. Nhưng tuổi Rồng vẫn giữ vai trò là người lãnh đạo, điều này tuổi Ất Mão hoàn toàn hài lòng. 6. Tuổi Ất Mão và tuổi Tỵ. Mão và Tỵ có cách tiếp cận cuộc sống khác nhau, quan điểm cũng khá khác biệt, nhưng họ vẫn có thể cùng nhau xây dựng một mối quan hệ khá thân thiết. Về mặt xã hội, hai con giáp này có nhiều điểm đối lập, trong khi Mão nhút nhát, thích tận hưởng cảm giác ở nhà với người thân hoặc bạn bè, thì Tỵ lại rất sôi nổi trước đám đông, vẻ thông minh, hóm hỉnh và tài ăn nói, khiến Tỵ thường xuyên nổi bật. Tuy nhiên, cả hai hành tinh này đều ứng xử theo trực giác hơn là lý trí, bởi vậy, ở một chừng mực nào đó, họ có thể giao tiếp và kết hợp được với nhau, ít nhất là tại những thời điểm ban đầu. Khi là đối tác kinh doanh, hai con giáp này sẽ kết hợp rất tốt với nhau, Tỵ sẽ đóng vai trò làm người lãnh đạo. Bên cạnh đó, Tỵ nhờ giao tiếp tốt sẽ chịu trách nhiệm về ngoại giao và khách hàng. Trong khi đó, Mão sẽ lo chuyện hậu phương trong tập thể của hai người, đồng thời đảm nhiệm các việc liên quan đến tài chính. 7. Tuổi Ất Mão và tuổi Ngọ. Để duy trì quan hệ, ngựa và mèo phải nỗ lực gìn giữ xúc cảm và dường như mèo sẽ vất vả hơn trong công cuộc gây dựng tình cảm. Nguyên do là tuổi ngựa thường vô tư, còn mèo lại có xu hướng thần tượng hóa các mối quan hệ. Những người tuổi Ất Mão thường rất đam mê và thấu hiểu. Điều này là cần thiết để giữ lửa yêu, bởi người tuổi ngựa tính tình đồng bóng và có cuộc sống nội tâm đầy mâu thuẫn. Nếu hợp tác làm ăn, hai tuổi này có lẽ cần một sứ giả trung gian để duy trì mọi việc tốt đẹp, chăm chỉ và quyết đoán là đặc tính của người tuổi ngựa. Nhưng họ vẫn bị hạn chế bởi tính tự do của mình, họ không thể tập trung làm một việc mãi mà không có nghiêng đây đó. Tuy nhiên, người tuổi mèo không đủ sức để kìm chân con ngựa bất kham. 8. Tuổi Ất Mão và tuổi Mùi. Mối quan hệ giữa Mão và Mùi sẽ rất bền chặt. Hai tuổi này có những điểm giống nhau, nhưng cũng có điểm khác nhau. May mắn là điểm khác nhau lại bổ sung cho nhau để hai con giáp này dễ dàng hòa hợp. Mão và Mùi đều mơ mộng, có tâm hồn nghệ sĩ và thường đưa ra quyết định theo cảm tính, cả hai hành tinh này đều cần một bờ vai để dựa. Khi là đối tác kinh doanh, Mão và Mùi có thể kết hợp thật tốt nếu phát huy được tính sáng tạo trong công việc, tuy nhiên về tài chính thì sẽ cần sự can thiệp và giúp đỡ của nhân vật thứ ba. Bởi thực tế là cả hai hành tinh này đều không thạo lắm về tài chính, điều họ quan tâm và tập trung nhiều thời gian hơn cả, đó là nghệ thuật, tình cảm. Bên cạnh đó, Mùi còn phải đảm nhiệm một số việc thay Mão, vì Mão không có khả năng làm được, Mão sẽ đóng vai trò làm người dẫn đường về khả năng giao tiếp và điều khiển cảm xúc tốt hơn. 9. Tuổi Ất Mão và tuổi Thân. Mão và Thân có khá nhiều điểm khác nhau, bởi vậy, cả hai cùng cần cố gắng để hiểu và dung hòa mối quan hệ, tính hay nhún nhường của Mão sẽ cải thiện đáng kể mối quan hệ. Nhưng nhìn chung, tuổi mèo thường bị động và vị tha hơn mức cần thiết. Do đó, trong mối quan hệ giữa Mão và Thân thì Mão dành nhiều tâm huyết hơn. Tuổi Khỉ thì thường dành nhiều thời gian để theo đuổi những hoài bão và ước mơ của mình. Khi là đối tác kinh doanh, Mão và Thân cần phối hợp thật nhịp nhàng để công việc của họ không bị đổ bể. Mão không nên đảm nhiệm các vấn đề liên quan đến tài chính và Thân cũng vậy, bởi người tuổi Thân chi tiêu khá mạnh tay và khó có thể giữ được tiền. Tốt nhất Thân sẽ là người ở tiền tuyến, đảm nhận trách nhiệm tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối tác, khách hàng và Mão sẽ chăm lo việc hậu phương để hỗ trợ cho Thân. Còn tài chính chắc hẳn cần nhờ tới một nhân vật thứ ba đảm đương để công việc kinh doanh phát triển đi lên. 10. Tuổi Ất Mão và tuổi Dậu. Mão và Dậu cần nỗ lực rất nhiều để hiểu được động cơ và mục tiêu cuộc sống của nhau. Mối quan hệ của họ sẽ đối mặt với nhiều giai đoạn căng thẳng, mâu thuẫn nằm ở chỗ Mão và Dậu có quan điểm khác nhau về cuộc sống. Mão thường đưa ra ý kiến chủ quan và gặp khó khăn khi giải quyết các vấn đề thực tế. Còn tuổi Dậu luôn đòi hỏi sự chính xác trong từng công việc mình làm. Bởi vậy, nên trong con mắt của Dậu, Mão là mẫu người đoảng, còn với Mão thì Dậu thường đòi hỏi cao và hay chê bai người khác. Tuy nhiên, dù không hài lòng, Mão cũng ít khi phàn nàn hoặc tỏ sự không hài lòng. Trong kinh doanh, tuổi gà cũng nhanh chóng chán tuổi mèo vì người cầm tinh con gà cho rằng người cầm tinh con mèo thiếu sự logic, thiếu thực tế. Dậu sẽ là người chủ động công việc tại cơ quan, còn Mão thì khá thụ động và đi chệch những mong muốn của Dậu. 11. Tuổi Ất Mão và tuổi Tuất. Mão và Tuất sẽ cùng nhau xây dựng một mối quan hệ bền chặt và nồng thắm, dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. Tuổi Ất Mão khá nhút nhát, thường bị một số tuổi khác tận dụng sự nhiệt tình, nhưng Tuất thì không hành động như vậy. Tuất thường ít khi đặt niềm tin ở người khác, nhưng trong quan hệ với Mão, Mão không để cho Tuất có lý do nghi ngờ điều gì, cả hai hành tinh này đều đáng tin, trung thực và luôn bảo vệ nhau. Khi là đối tác kinh doanh,
Hai con giáp này sẽ tạo thành một tập thể vững mạnh và sáng tạo. Một số ý tưởng sáng tạo của Mão sẽ khiến Tuất ngạc nhiên và trở nên kiên nhẫn lắng nghe và thực hiện. Trong khi đó, Tuất có tài kinh doanh, cẩn thận và biết đánh giá giá trị của lao động nên sẽ đảm nhiệm tốt vấn đề tài chính. Cả hai sẽ kết hợp với nhau để tạo thành một tập thể phát triển tích cực theo hướng đi lên. 12. Tuổi Ất Mão và tuổi Hợi. Mão và Hợi sẽ tạo thành mối quan hệ khá hài hòa. Tuổi Hợi cảm thấy thoải mái và sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ người mình yêu quý. Điều này rất cần cho Mão, bởi tuổi Ất Mão vốn cần sự hỗ trợ từ bạn bè, người thân khi gặp rắc rối để giữ được cân bằng cho cuộc sống. Bởi vậy, hai con giáp này hỗ trợ rất đắc lực cho nhau và tạo thành một cặp bài trùng ăn ý. Nếu là đối tác làm ăn, Hợi sẽ đóng vai trò là người ở tiền tuyến và Mão sẽ gửi trọn niềm tin cho Hợi. Hợi sẽ lắng nghe sáng kiến của Mão và hai con giáp cùng nhau xây dựng một đế chế phát triển bền vững. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, hành thiện mà có thể tích đức là những việc làm tốt không có chủ đích, làm việc thiện mà trong đầu cứ chăm chăm ham muốn may mắn đến với mình là không đúng. Hãy nghĩ mình làm việc thiện để tiêu trừ tai họa, hành thiện đúng, đem lại phước đức cho mình là làm những việc tốt, không có ý định lợi dụng, không thèm muốn danh vọng và tài sản, không có ham hố mọi tư lợi và phần thừa. Phật dạy về ý nghĩa khi làm việc thiện nói rằng, hành thiện đúng nghĩa là hoàn toàn xuất phát từ trái tim của chính mình và mong muốn ban đầu. Sự chân thành và mong muốn thực sự, người làm việc thiện phải xem đó là một điều tự nhiên, không có ép buộc, áp lực hay vì mục đích tư lợi khác. Ví dụ như cứu người hấp hối, cứu người bị thương bằng cái tâm của mình là có thể tích đức, có những người cũng cứu người nhưng không thể tích đức, vì trong tâm họ còn vương vấn tư lợi, muốn người kia trả ơn cho mình, tất cả đều tùy thuộc vào động cơ của bạn. Đối với những việc làm tốt, chủ quan, một số có thể là nghiệp không tốt, cũng không xấu, và một số người thậm chí có thể tạo ra nghiệp xấu, cho đi nhưng cứ muốn nhận lại cho công bằng, muốn phô trương, khoe khoang cho cả thiên hạ biết là mình vừa làm việc thiện để làm đẹp cái mã bên ngoài của mình, thì không những không tích được phước đức mà còn rước thêm nghiệp vào thân. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 5 âm lịch năm 2023 của tuổi Ất Mão, sinh năm 1975. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.